ngũ giới và bát quan trai giới. Thì trong cái bài khai quát đó, chúng ta biết rằng là toàn bộ cái lời dạy của Đức Phật đó, cho người hành trì đó, thì chúng ta dù bất luận cái lời dạy nào chỉ nằm ở trong cái về phương diện hành trì, thứ nhất là nằm trong ba điều. Thứ nhất là chúng ta học để biết cái nguy hại của nó mà tránh. Cái thứ hai đó là học là để biết cách để thực hành theo. Và cái thứ ba đó là học để biết cái đặc tính, cái vận hành của các pháp, mà theo đó đó chúng ta ứng dụng vào hai cái điều hành và tránh ở đầu. Và mục đích của lời dạy Đức Phật á, chỉ nhằm duy nhất á, là để giải thoát khỏi cái khổ. Và do đó toàn bộ những cái phương pháp tu học á, tu tập á, là chúng ta học làm sao để thấy rằng là cái phương pháp đó đó nó có tác dụng gì đối với cái khổ mà mình đang có. Và trong cái khổ mà mình đang có ở đây á, cái khổ chúng ta đang có ở đây á, tất nhiên là nó không phải là nó chỉ có một mình, mà nó phải viết thấp như này. Sở dĩ và tôi viết thấp ở dưới đây là bởi vì cái khổ của chúng ta nó còn lớn hơn nữa, cho nên tôi sợ là nó không có đủ chỗ để diễn đạt cái khổ của mình. Thì Đức Khách nó lớn như thế nào? Đức Khách nó lớn ra một vòng, đó là nó vốn là do phiền não, rồi do nghiệp, rồi quả, cho nên ba cái này nó xoay chuyển với nhau. Rồi chúng ta trở lại về cái tác dụng của giới. Và đầu tiên ở đây đó, giới ở đây đó được đề cập đến những cái điều học mà Đức Phật này quy định cho những người đệ tử, trong đó những người cư sĩ và những người xuất gia. Riêng về cái giới cư sĩ đó thì chúng ta có cái ngũ giới và bát quan trai giới. Đối với ngũ giới đó thì nhắm trực tiếp đến cái ác nghiệp và một phần nhỏ những cái phiền não thô thiển được thể hiện qua hành động thân và khẩu. Và đối với bát quan trai giới đó là chúng ta tránh xa các cái môi trường, cái điều kiện để dễ khởi sanh cái phiền não. Bởi vì khi mà cái cường độ phiền não mà mãnh liệt đó thì người tu tập nó khó giữ gìn cái thân và khẩu. Và khi mà khó có giữ gìn thân và khẩu rồi đó thì chúng ta sẽ tạo ra những cái thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện, từ đó nó dẫn đến cái quả xấu. Do đó cái bước thứ hai an toàn, Đức Phật ngày cho một cái bức tường rào thêm bên ngoài để an toàn hơn một chút đó. Tức là nếu mà chúng ta tránh những cái môi trường dễ sanh cái phiền não đó thì chúng ta ít phiền não đi được một chút, bởi vì mình tránh. Và khi mà cái phiền não chúng ta tránh cái môi trường đó, thì chúng ta ít có cái cơ hội để
mà chúng ta giảm thiểu cái cơ hội làm ác. Nó giống như bây giờ mình còn tham nhiều, còn sân nhiều, nếu mà mình ở trong một cái môi trường mà dễ khởi sinh bất thiện thì lập tức là mình không có giữ gìn được. Mình thích nghe nhạc mà mình không ở nhà yên tĩnh một mình ra cái phòng ca nhạc, phòng hòa nhạc thì tất nhiên là mình khó giữ gìn. Do vậy là cái giới bát quan đó là Đức Phật này nhắm đến là cái là giảm thiểu cái điều kiện khởi sinh cái phiền não. Và khi mà giảm thì như vậy là các vị nhớ là hai vấn đề. Thứ nhất là nhắm đến cái nghiệp, giảm cái ác nghiệp. Cái thứ hai là ngăn chặn các cái môi trường sinh phiền não. Nhưng mà đó, khi một người tu tập đến cái giới bát quan này đó, nó giống như là chúng ta đang sống ở trong cái thời gian bị dịch bệnh vậy đó, nhưng mà chưa được chích vaccine, cho nên chúng ta kiêng tránh những tất cả những cái nơi nào mà nó dễ lây nhiễm. Nhưng mà nếu mình tránh không được là nó bị nhiễm. Dạ. Do vậy á, rất là nhiều người tu tập á, là dừng lại ở cái chỗ này, là do vì á, cái phiền não của chúng ta quá nhiều. Cho nên á, là nếu mà mình sanh ở trong một cái môi trường, một cái điều kiện mà dễ phiền não, dễ sanh á, thì lập tức á, là mình tạo cái nghiệp xấu, cái ác nghiệp. Và cái môi trường đó đôi khi mình không có thể mà mình chủ ý mình chọn lựa. Chẳng hạn giống như là cái kiếp sống ngày hôm nay chúng ta được sanh làm người, sanh ở trong một cái gia đình đạo đức, rồi gặp Phật pháp, rồi chúng ta được học về giáo lý nghiệp báo, mình hiểu rằng là những cái ác nghiệp đó nó sẽ cho quả xấu. Nhưng mà nếu ở trong cái đời sống sau đó mà chúng ta sanh ở trong cái môi trường khác, mình không còn nhớ gì nữa, thì chắc chắn là mình sẽ quay về cái con đường cũ, bởi vì cái phiền não luôn luôn phải là nó cái luôn 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 là nó có, nó tích, nó có mặt ở trong, nó âm ỉ ở trong cái tâm của chúng sinh phàm phu. Rồi cái trường hợp thứ hai là khi mà mình giữ giới như vậy đó, thì khi mà phiền não còn nhiều á, thì ngay ở trong cái đời sống hiện tại đó, thì đôi khi chúng ta gặp cám dỗ. Bình thường á, không có cám dỗ thì mình có thể mình giữ giới được, nhưng mà nếu mà cái cám dỗ lớn đó thì đôi khi mình giữ giới không được. Ví dụ giống như là mình buôn bán mà mình nói thật á, thì mất đi 2.000 thì có thể giữ được, mất 10.000 thì cũng có thể giữ được. Nhưng mà số đó nó thách thức, nó tăng dần đến mức độ mà nếu mà nói thật á, thì mình bán cái giá rất là thấp, là mình phải lỗ vài chục triệu, vài trăm triệu. Thì khi đó là một cái giai đoạn thử thách của một người giữ giới, và phần lớn đó chúng ta không có vượt qua được. Và ở trong cái giai đoạn này đó là một cái giai đoạn rất là khổ đối với người tu, là bởi vì cái ngũ giới và bát quan trai giới giai đoạn này đó, người thực hành đó, giữ bằng cái sức mạnh của đức tin và tinh tấn. Các vị ghi chú cái điều đó, bởi vì sau này chúng ta sẽ thấy cái phương pháp đối trị phiền não có đôi khi bằng cái khác. Nhưng do vì cái giai đoạn học giới này đó, giữ bằng cái đức tin và tinh tấn. Thứ nhất là đức tin, có thể người đó tin vào cái lý nhân quả nghiệp báo, làm thiện thì gặp quả lành, làm ác thì gặp quả dữ. Hoặc là chúng ta tin vào người hướng đạo như là Đức Phật, bởi vì chúng ta tôn kính Đức Phật, cho nên Đức Phật dạy cái gì thì chúng ta nghe như vậy. Và ở cái giai đoạn này đó, bởi vì chúng ta giống như là một đứa trẻ hư hỏng, cha mẹ đó không coi cho chúng ta lưu lỏng ở bên ngoài, nhưng mà mình thì vốn ham chơi, không có tham học.
Do vậy đó, vì nghe lời cha mẹ, vì sợ cha mẹ thì cố gắng ngồi ở nhà. Nhưng mà khi mà mình ở nhà bị nhốt trong nhà, không được ra ngoài đường đó, mình ở trong nhà một cách khổ sở, thì người tu á, nó có cái hiệp nạn của người tu. Tức là khi mình biết những cái học giới này nó sẽ dẫn đến những cái quả này quả kia, nhưng mà thật ra khi mà mình giữ gìn như vậy đó thì mình không có tìm thấy được cái hạnh phúc. Và rất là nhiều những người con Phật đó, là giai đoạn này đó, kể cả người xuất gia, người cư sĩ chăng nữa, ban đầu á, vì chúng ta còn cái đức tin mãnh liệt, nhất là khi mà chúng ta mới biết đạo. Nhưng mà dần dà đó, đi chùa mà năm mới biết đạo thì cũng giữ ngũ giới, rồi 10 năm cũng giữ ngũ giới, lâu ngày mình thấy cái chuyện đó nó bình thường. Rồi mình cái chuyện gì mình ít có làm đó thì lâu lâu mình thấy nó vô, giống như cái món ăn nào mà lâu lâu mình ăn, mình ít có dùng, lâu lâu mình thèm. Thì cái những cái phiền não mình kiêng tránh lâu ngày đó thì nó có cái cám dỗ, nó có cái thôi thúc của nó. Trong kinh kể rằng là có những kiếp khi mà Đức Phật còn Bồ Tát á, có những kiếp này là vị đạo sĩ, người chứng thiền. Và sau này chúng ta biết rằng là với một người chứng thiền á, thì đối với các cái ngũ dục khoái lạc bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó là họ xem thường, họ xuất ly, họ không có thích. Vậy mà ở trên núi một cái thời gian quá dài như vậy đó, tới khi ngày xuống núi đó, ngày gặp những phụ nữ đẹp đó là ngày động lòng. Nó giống như là một cái món ăn rất là bình thường, rau luộc, nước tương mình bình thường, mình ngày nào cũng ăn mình không thấy thèm. Nhưng mà mình bị giam ở đâu đó một cái thời gian quá dài đó, tự mình không ăn nó mình thèm. Tôi nhớ có lần tôi qua châu Âu, là thức ăn Tây Phương mình dùng không được. Thì các vị biết lúc đó tôi rất là thèm cái rau luộc với nước tương Việt Nam. Do vậy, về cái phương diện phiền não nó kỳ cục lắm. Có khi là chúng ta kiềm chế dùng nén nó lâu ngày đó, thì nó lại giống như là một cái lò xo mà chúng ta nén lại đó, thì cái sức bật nó rất là lớn. Do vậy á, mà cái giai đoạn mà chúng ta mới có thành tựu được cái ngũ giới và bát quan trai giới đó, là cái giai đoạn đó là kể cả giới của tỳ kheo ni, thì cái giai đoạn đó là một cái giai đoạn mà một người tu tập đó, dùng hai cái sức mạnh là đức tin và tinh tấn. Giống như là đức tin nó là giống như là người con phải nghe lời cha mẹ, và tinh tấn ở đây là cố gắng, tức là mình ra đường chơi đó là mình bị phạt vân vân, cho nên là phải ráng ở nhà. Nhưng mà cái chuyện ở nhà của mình nó, mình ở vào một cái tâm trạng rất là đau khổ. Và trở lại đó là khi mà chúng ta học bất cứ cái pháp môn tu tập nào đó, thì luôn luôn là mình không có quên là cái mục đích của mình đó là mình để giải thoát cái này. Do vậy khi mà chúng ta học, chúng ta biết cái công năng của giới có tác dụng như thế nào đối với phiền não, đối với nghiệp và đối với quả, thì khi đó một người giữ giới như là giữ giới bát quan này nọ, chúng ta biết rằng là chúng ta nên giữ như thế nào. Bởi vì mình biết cái mục đích làm bất cứ một cái công việc gì, không riêng về cái việc tu tập của bạn, khi mà mình làm mình có cái mục đích gì đó thì mình dễ làm. Nhưng mà để dễ làm hơn á, thì nó như thế nào, là phải hiểu rõ cái công việc đó hơn. Càng hiểu rõ hơn thì chúng ta càng biết cách làm hơn. Thì ngày hôm qua đó là chúng ta có, ngày hôm kia chúng ta có học thêm về cái quy luật của nghiệp báo. Từ cái nghiệp báo này nó sẽ cho cái quả như thế nào về ba phương diện. Cái phương diện là sức mạnh của nghiệp, thời gian của nghiệp, rồi công năng của nghiệp. Và các vị thấy rằng là nhờ cái tác dụng của giới này mà ba cái gông xiềng này đó, đối với chúng sinh còn sinh tử luân hồi đó, tuy rằng là chúng ta chưa có giải thoát được,
nhưng mà nó giống như là một người bị xiềng xích, nhưng mà chúng ta đã nới lỏng ra được một chút, nó bớt khổ. Thí dụ giống như là chúng ta bị người ta trói chặt như vậy đó, nó khổ hơn là người ta có những cái gông cùm mà nó rộng hơn một chút. Thì đối với một người mà thành tựu được cái ngũ giới và bát quan trai giới đó, thì khi đó đó người đó ngăn được rất là nhiều cái quả xấu trong luân hồi. Cụ thể là người đó tránh được cái bốn đọa xứ, và nếu sanh làm người đó thì người đó cũng tránh rất là nhiều cái khổ của kiếp người, giống như là người đó không có bệnh hoạn, không có mất mát tài sản, được trường thọ vân vân. Là đến đây đó thì chúng ta biết rằng là Phật pháp đó, Đức Phật này dạy có những cái pháp môn để mình hiểu, chẳng hạn giống như là về cái giáo lý nghiệp báo, khi này chúng ta học để chúng ta hiểu. Và một trong những cái điều mà cần phải hiểu hơn hết đó là chúng ta hiểu về cái hoàn cảnh hiện tại mà mình đang gặp phải, đó chính là cái vấn đề của cái khổ. Và cái khổ này đó được Đức Phật này mở rộng là trong đó nó không phải tự nhiên mà nó có khổ, mà nó còn phải có cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ. Và cái nguyên nhân đó là gì? Từ cái phiền não nó dẫn đến cái nghiệp, từ cái nghiệp nó cho ra cái quả, rồi cái quả nó làm cái điều kiện cho cái phiền não. Vậy thì do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái nọ có. Rồi nếu mà chúng ta quay ngược lại, nếu mà phiền não không có đó, chẳng hạn giống như là chúng ta không có những cái tham lam của cả người khác đó, thì chúng ta không có nghĩ đến cái việc là trộm cắp, chiếm đoạt tài sản người khác. Mà không có chiếm đoạt tài sản của người khác đó, thì cái quả chúng ta đó là chúng ta không bị cái quả của người trộm cắp. Như vậy thì phiền não không có đó thì không có thể tạo nghiệp, không tạo nghiệp đó thì không có quả. Vậy thì chúng ta trở lại, do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái nọ có. Và nếu do cái này không có cho nên không thể, cái kia không thể có, và cái kia không có thể có cho nên cái nọ không thể có. Giáo nghĩa đó gọi là duyên sinh. Như vậy thì các vị thấy giáo lý duyên sinh dễ không? Khá dễ đúng không? Rồi. Chúng tôi trở lại trong học giáo lý duyên sinh, các vị chỉ nhớ có hai điều: do cái này có mà cái kia có, do cái kia có và cái nọ có, tiếp nối như vậy. Và ngược lại, do cái này không có cho nên cái kia không có, do cái kia không có cái nọ không có. Do không có phiền não, do có phiền não mà có nghiệp, do có nghiệp mà tạo quả, do tạo quả tạo ra cái điều kiện để phiền não. Do phiền não không có cho nên nghiệp không, do nghiệp không quả không. Như vậy trong cái giáo lý duyên sinh các vị chỉ nhớ hai cái điều đó thôi. Như vậy là lớp ta đã thông qua được cái duyên sinh. Tuy vậy á, khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi đó, vậy mà mình cũng không mở được cái ổ khóa xiềng xích. Bởi vì sao vậy? Là bởi vì chúng ta không có biết cái cấu tạo của cái ổ khóa đó. Rồi Đức Phật á, ngài mới chỉ ra rằng là cái cấu tạo của ba cái mắt xích này á, nó rất là tinh vi. Chẳng hạn như ngày hôm qua chúng ta nói đến cái nghiệp, thì Đức Phật ngài chỉ ra, chúng ta mới học một số cái cấu tạo về 12 cái khía cạnh của nghiệp. Rồi tương tự như vậy đối với cái phiền não và cái quả này cũng vậy. Vậy thì tới đây là chúng ta sẽ mở rộng cái gì? Chúng ta mở rộng hơn cái khổ của mình. Đức Phật này chỉ ra cái cấu tạo của cái những cái mắt xích này nó như thế nào. Trong cái phiền não này đó, cái mắt xích này á, thật ra nó là vô số cái phiền não ở trong đó. Cái gọi là phiền não á, nó chỉ là cái vỏ hộp ở bên ngoài, còn những cái thành phần cấu tạo ở bên trong á, nó chi ly hơn nhiều. Và
trong vô số cái chi ly đó đó, Đức Phật Ngài nói nó có những cái chi ly á, mà nó giữ cái vai trò trọng yếu. Nó giống như là khi mà chúng ta học về các cái vi mạch điện tử á, thì chúng ta thấy nó dày đặc ở trong đó đó. Nhưng mà người thầy hướng dẫn cho mình biết rằng là trong một cái mạng lưới dày đặc đó đó, nó có hai cái dây được gọi là cái dây nguồn. Và nếu mà chúng ta ngắt đi cái dây nguồn đó, thì toàn bộ cái chiếc máy này đó, nó ngưng hoạt động. Dạ. Thì cái dây đó là cái dây gì? Đức Phật Ngài nói đó, trong cái dây nhiều dây chằng chịt của phiền não đó đó, cái dây quan trọng nhất đó, nó là vô minh. Cái vô minh tức là cái gì? Cái vô minh á tức là cái không biết hiện trạng của mình nó đang là gì. Hay nói cách khác là chúng ta đang khổ nhưng mình không biết rằng là mình khổ. Chúng ta đang bệnh cho nên mình không có biết là mình bệnh. Và chính vì mình không biết mình bệnh đó, cho nên mình không có tìm cách trị bệnh. Mà ngược lại, do vì mình không nghĩ rằng là mình bệnh đó, cho nên là mình không có kiêng cử bất cứ cái gì hết. Bất cứ cái gì. Cụ thể hơn á, là khi mà một chúng sinh mà ở trong cái vòng luân hồi đó, thì không có biết rằng mình đang sống trong cái vòng luẩn quẩn, bị giam cầm trong đó. Và do vậy đó, chúng ta không biết rằng mình đang ở trong lao tù, cho nên là chúng ta là đầu tư những cái gì mà mình có được để có được cái niềm vui trong tù. Và trong cái khi mà cái phiền, khi mà chúng ta không có biết điều đó đó, thì ai cũng đi tìm cái hạnh phúc tránh khổ. Từ cái vô minh này nè, chúng ta cố gắng là đi tìm cái chúng ta cố gắng là tìm vui tránh khổ trong cái lẩn quẩn của cái vòng này, do vì mình không biết rằng là nó có cái thế giới bên ngoài của cái bức tường nhà tù. Cho nên là nếu mà chúng ta tìm vui đó, thì chúng ta cũng tìm một, những cái cách giải trí nào đó ở trong tù. Và nếu những người có những người nào mà có những cái hành xử gì đó, chẳng hạn giống như là trong tù có những người mà giống như là những người đàn anh chị ở trong tù vân vân đó, thì chúng ta tìm vui bằng cách đó là chúng ta ức hiếp các cái tù nhân khác, ví dụ vậy. Vậy thì trong khi mà chúng ta đi tìm vui tránh khổ trong cái nhà tù tam giới này đó, thì từ cái mà mình không có biết rằng là mình đang ở trong cái nhà tù đó, là mình cố gắng làm rất là nhiều việc để mình tìm vui tránh khổ. Cái làm nhiều việc đó đó, chúng ta học thêm một thuật ngữ hoặc học được gọi là hành. Hành ở đây cũng chính là nghiệp. Hành ở đây á, chính là tạo tác. Hay nói cách, nói theo cái phân loại ba đó, là từ cái vô minh này đó, nó dẫn đến cái nghiệp. Vậy thì ở đây chúng ta có phiền não là vô minh rồi, và hành ở đây á, chính là nghiệp. Vậy thì nói phiền, do phiền não luân hồi dẫn đến nghiệp luân hồi, thì cũng có nghĩa là nói là do vô minh mà có hành. Và chúng ta lưu ý á, về cái luật nhân quả ở đây, do cái này có mà cái kia có. Tuy nhiên là khi mà Đức Phật Ngài nói điều này đó, là Ngài nói cái nhân chủ chốt. Thí dụ giống như chúng ta nói rằng là nhờ có một vị đại gia nào đó
Cho nên là mới làm ra cái căn biệt thự đó. Thì tất nhiên là cái căn nhà nó sẽ được xây dựng đó, nó không phải là chỉ một người, mà nó còn cả một cái công ty xây dựng, các kỹ sư, kiến trúc sư, công nhân vân vân. Nhưng mà chúng ta nói cái nguyên nhân chủ chốt đó, thì chúng ta nói là do vì một vị đại gia nào đó thôi. Do vậy khi mà chúng ta học Phật Pháp đó, là những cái chi ly này đó, là cần phải lưu ý. Thì khi mà chúng ta làm các cái việc, các cái hành động về thiện, về bất thiện đó, thì mình làm bằng rất là nhiều tâm, trong đó có tâm tham, tâm sân, vân vân. Nhưng mà cái si đó, nó là chủ đạo. Nó giống như là một cái căn nhà do nhiều người làm, nhưng mà trong đó nó là có những người, có người chỉ huy trong đó. Thì chính là cái, nó là chủ đầu tư trong đó. Thì cái vô minh nó chính là chủ đầu tư. Và ở đây các vị thấy là khi mà nói hành đó, tức là những cái hành vi tạo tác, hay nói một cách khác đó, chính là nghiệp. Thì cái nghiệp này á, nó có hai, thiện, ác và thiện. Do vì á, khi mà chúng tôi nói hai bữa học trước á, khi mà nói đến nghiệp quả đó, là chúng tôi chỉ muốn nói riêng về cái ác nghiệp và cái quả bất thiện, quả xấu, để các vị dễ dàng thấy ra cái công năng tác dụng của giới. Chứ thật ra cái nghiệp thì gồm có cả thiện và ác. Vậy thì do vô minh mà chúng ta làm ác thì cái việc này nó dễ hiểu. Nhưng mà do vô minh làm thiện là sao? Sở dĩ gọi là do vô minh tuy rằng cái hành động chúng ta là cái hành động thiện, nhưng mà cái hành động thiện á, nó cũng bắt đầu từ cái đó là chúng ta không có biết là mình đang ở trong cái luân hồi. Cho nên cái thiện của chúng ta cũng là cái để kéo dài cái vòng luân hồi. Chẳng qua nhờ cái thiện này, nhờ cái nghiệp thiện này á, nó cho cái quả, mà cái quả này quả thiện. Và khi mà có cái quả thiện này đó, thì nó tiếp tục làm môi trường lại cho phiền não. Thí dụ giống như là một người mà nhờ các cái công đức mà họ được sinh ra làm người, làm chư thiên vân vân, thì khi mà họ được hạnh phúc như vậy đó, họ chìm đắm vô cái mà họ đang có. Như vậy họ cũng là cái kéo dài của luân hồi, nhưng mà nó đỡ hơn là một người luân hồi do làm ác. Nhưng mà dù ác hay thiện thì nó vẫn nằm ở trong cái vòng lẩn quẩn này. Thì hôm trước tôi có nói các vị rồi, một chúng sinh từ ở cái cõi chư thiên hay là cái cõi người, sau khi mệnh chung á, phần lớn á, thì rơi vào đọa xứ. Thì do vì chúng ta từ cái hành động thiện nó cho ra một cái quả thiện, nhưng mà khi mà mình được quả thiện rồi đó thì ít ai chịu tu lắm. Bởi vì sở dĩ mà chúng ta tu được là sao? Là nhờ mình khổ. Còn mình mà không có khổ, mình ít khi mình tu lắm. Dạ. Cho nên khi mà một chúng sinh mà được sanh lên á, thì thường thường là lên tới được cái người đến chư thiên á, thì khi đó rớt xuống. Tại đây là cái môi trường mà chúng ta dễ rớt nhất. Loài người chúng ta còn tu giờ còn dễ hơn chư thiên. Dạ, cứ càng là hạnh phúc chừng nào đó là chúng ta càng dễ vui. Bởi vì như hồi nãy tôi nói các vị đó, là giai đoạn của ngũ giới và bát quan trai giới chỉ là cái giai đoạn mà người giữ á, cần phải có đức tin và tinh tấn. Mà tinh tấn ở trong một cái môi trường cám dỗ, lập tức là chúng ta lui sụp. Yeah. Rồi. Chúng ta sẽ trở lại cái giai đoạn hành này để nói qua về vấn đề giới. Nhưng mà trước khi mà qua hành đó, thì chúng tôi muốn giới thiệu các vị về thêm cái khổ lớn này. Ban đầu nó có bao nhiêu đây thôi, nhưng mà cái nhiêu đây chúng ta không có giải quyết được. Đức Phật Ngài chỉ ra cái phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Và Ngài chỉ đến đây đó, thì có những người mở khóa được, mà có những người đó không có mở được.
Cho nên đó, Ngài mới giải thích chi ly hơn. Là từ cái phiền não này á, cái mấu chốt chủ đạo á, chính là cái vô minh. Rồi từ cái vô minh này nó là giờ tạo tác được gọi là hành. Rồi cái hành này á, nó mới cho cái quả. Từ cái hành này nó ra là cái thức. Thức này làm sao? Thức này á, chính là cái thức tái sinh và duy trì cái đời sống của chúng sinh đó. Để các vị chưa có học diệu pháp á, dễ lắm á, thì cái thức tái sinh á, tức là cái quả của nhân thiện hoặc ác, nó cho chúng sinh khởi đầu một kiếp sống mới. Và tùy theo cái cảnh giới của chúng sinh, do sự khác biệt của nhân thiện và ác đó đó, nó cho cái thức tái sinh đầu tiên đó, nó khác nhau. Cho nên đó, khi một người được sinh ra làm người đó, thì cái tâm khởi đầu kiếp sống đó, nó khác với cái loài cầm thú. Cái tâm khởi đầu kiếp sống của loài cầm thú nó khác với con người. Và cái tâm khởi đầu đó đó, nó sẽ sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, nó nối tiếp nhau như là một cái dòng điện suốt cái đời sống của chúng sinh cho đến khi chấm dứt cái đời sống đó. Và trong cái diệu pháp đó, gọi đó là cái tâm hộ kiếp, hay gọi là cái tâm hữu phần. Tức là cái tâm khởi đầu trong kiếp sống đó, nó sẽ giống như là một cái luồng điện ở trong một cái chiếc máy. Ngay cả khi mà chúng ta ngủ hay chúng ta hôn mê, tức là chúng ta không có tri giác nhận biết ngoại cảnh bên ngoài, thì cái dòng tâm thức này nó vẫn liên tục. Nó giống như cái chiếc phone mình dùng khi mình không có dùng đến, các vị thấy nó tắt màn hình đó, nhưng mà nó vẫn còn cái dòng điện ở bên trong. Do vậy khi mà có tác động đến thì cái phone nó sáng lên. Thì cũng như vậy đó, là do vì cái nhân ở trong đời quá khứ, hoặc là thiện hoặc là ác, nó cho chúng sinh cái gọi là cái thức tái sinh và cái thức duy trì của cái đời sống đó. Và từ cái thức này á, chúng ta đang nói về thêm về cái phần quả. Thì khi mà từ cái nghiệp này nó cho ra cái quả, mà quả đó là gì? Đó chính là cái thức tái sanh có mặt khởi đầu của một cái kiếp đời sống. Và từ cái thức tái sanh này á, nó dẫn đến cái gì? Cái danh sắc. Cái danh á, cũng chính là cái tâm thức của mình. Trong những cái trường hợp khác, cái danh đồng nghĩa với thức. Nhưng mà ở trong cái trường hợp này á, danh sắc á, chỉ cho những cái thành phần tâm lý đi cùng với thức. Nếu mà vị nào mà học vi diệu pháp á, thì thức ở đây á, chính là những cái tâm quả. Và cái danh ở đây á, chính là những cái sở hữu đi cùng với cái tâm quả đó. Nhưng mà đại loại đó, thì đại khái đó, thì chúng ta hiểu khái quát như thế này. Từ cái thức khởi đầu của kiếp sống này á, nó mới có một cái mầm sống của chúng sinh. Ở đây cả danh và sắc á, đôi khi chỉ kể riêng danh và đôi khi kể riêng sắc, trong trường hợp đối với chúng sinh vô tưởng và phi vô sắc. Nhưng mà chúng ta nói ở trong cái cõi nhân loại của chúng ta đó, thì nó bao gồm cả danh sắc. Thì quý vị hình dung là từ một cái hành động thiện hoặc là ác, nó cho chúng ta cái thức tái sanh một cái đời sống mới. Và khi mà có cái thức tái sanh này đó, thì nó mới hình thành lên cái
nó hình thành lên một cái phôi thai. Cái phôi thai của sự sống bao gồm một cái ý thức là mà khởi đầu cho một kiếp sống và một số cái thành phần sắc pháp hay thành phần vật chất khởi đầu cho một kiếp sống. Ở đây chúng ta tạm hiểu như là một cái phôi thai. Rồi từ cái đó đó nó mới dẫn đến các căn, nó hình thành nên các căn. Chúng ta gọi theo từ Phật học ở đây, theo cái từ Phật ngữ của Duyên Khởi là lục nhập. Lục nhập hay còn gọi là sáu căn, tức là mắt, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, ý tật, hay là mắt, thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Vậy thì đến đây chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến cái quả của nghiệp á, thì cái quả này gồm cái gì? Gồm cái thức tái sanh và duy trì cái đời sống của chúng sinh. Rồi từ cái đó nó cho ra cái danh sắc, được hiểu như là một cái phôi thai. Và từ cái phôi thai đó nó tượng hình, nó thành hình ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đầy đủ. Rồi từ khi mà chúng ta có các cái giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì khi đó là gì? Nhờ cái giác quan này chúng ta mới có thể tiếp xúc cái ngoại cảnh bên ngoài. Nhờ có mắt thì chúng ta mới thấy sắc, nhờ có tai mới nghe tiếng, mũi ngửi mùi, vân vân. Yeah. Thì do vì từ có các cái giác quan này, có các cái lục nhập này, cho nên chúng ta mới có sự tiếp xúc được. Cho nên từ cái lục nhập mà duyên cho xúc. Rồi từ cái xúc này á, do vì các cái giác quan này tiếp xúc với các cái đối tượng ngoại cảnh bên ngoài, như mắt thấy cái cảnh đẹp, tai nghe tiếng hay vân vân, lưỡi nếm vị ngon, từ cái xúc này á, nó mới có cái cảm giác hay là cảm thọ. Như vậy là do có xúc mới là có thọ. Các vị thấy dễ hiểu không? Dạ. Từ cái này có cái kia. Vậy thì hôm qua đó là chúng ta mở rộng về cái nghiệp. Hôm nay nó là chúng ta tìm hiểu sâu về cái mấu chốt của cái quả này. Thì cái quả này nó bao gồm là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Rồi từ thọ này nó dẫn đến cái gì? Thọ này dẫn đến ái. Nhưng mà cái thọ của chúng ta nó phải lúc nào chúng ta cũng cảm giác là thọ là cũng cảm giác là dễ chịu, thích thú đâu. Có đôi khi chúng ta có cảm giác khó chịu, đau đớn, đúng không? Dạ. Như vậy thì trong trường hợp thọ duyên ái này nó có hai trường hợp. Nếu mà cái đối tượng của lòng tham thì nó duyên cho ái trực tiếp. Hễ mình ăn ngon thì lập tức là mình khởi lên cái sự ưa thích, đúng chưa? Như vậy thì nếu mà đó là một cái thọ mà thuộc về lạc thọ hay hỷ thọ đó, thì nó duyên trực tiếp cho ái. Còn mà nếu mà đó là cái cảm giác thọ mà thuộc về khổ thì nó như thế nào? Nó gián tiếp. Nó gián tiếp là sao? Là do vì giống như tôi đang đói thì đó là cái cảm giác khó chịu thuộc về khổ thọ. Nhưng mà chính vì mình đang đói cho nên mình mới thèm ăn. Mình đang khát đó, tức là mình đang có khổ thọ, đúng không? Cái cảm giác khó chịu. Nhưng mà chính vì đang khát đó cho nên chúng ta mới thèm uống. Như vậy thì trong trường hợp thọ duyên ái ở đây thì chúng ta nhớ là có hai trường hợp. Nếu là thọ lạc thì là trực tiếp, và
ái đó thì là thọ lạc đó thì là trực tiếp tiếp cho ái, nếu khổ là gián tiếp. Do vì có khổ cho nên là mình muốn thoát khỏi khổ. Thí dụ giống như là cái đối tượng ưa thích nó, mình lập tức mình thích liền. Còn mà nếu mà cái đối tượng không có vừa lòng á, thì từ đó nó mình mới thích ra cái món khác. Thí dụ giống như là cô dùng một cái món ăn nào đó mình không có vừa miệng, giống như là nó lạc quá, tức là cái cảm giác đó mình không thích thú, đúng không? Lúc đó cô mới thèm, cô nói là tại sao không nêm thêm miếng muối, miếng nước mắm, đúng không? Chứ là nếu không có cái mà mình bất mãn với cái vị lạc đó thì mình không có nghĩ đến cái muối, nước mắm vân vân. Nó giống như là mình đang đói như vậy đó thì tự nhiên là mình phải khởi lên ước gì bây giờ có tô hủ tiếu, tô phở. Còn nếu mình không có đang cái cảm giác khó chịu đó thì mình đâu có nghĩ đến cái đó, cái lạc, cái việc đó, đúng không? Giờ cho nên được gọi là nó là gián tiếp. Ở đây có vị nào không hiểu cái này không à? Cái tham, tham gián tiếp, con đang nói về ái mà. Từ thọ này nè, thọ này là nó là điều kiện cho ái, nhưng mà nó một khi nó là điều kiện trực tiếp, mình đôi khi là điều kiện gián tiếp, mà cái nào cũng là ái. Vậy thì các vị dạ, thì ở đây chúng ta thấy là cái vòng tròn này á, ban đầu nó chỉ nhỏ xíu như là có một cái chấm khổ thôi, nó ra cái vòng tròn lớn hơn, đó là ba luân. Dạ. Và đến đây á, các vị học viên sinh chú ý cái này, cái ái này á, nó không phải là cái quả của cái nghiệp nữa, mà nó là phiền não. Chú ý cái này, quả ái ở đây nó là phiền não. Vậy thì từ cái vô minh là phiền não luân hồi, nó tạo ra một cái quả dài từ cho, xin lỗi, từ cái vô minh á, là phiền não luân hồi, nó cho ra hành là nghiệp luân hồi. Từ cái nghiệp này á, nó cho ra các cái quả là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Từ cái thức này cho đến cái thọ này nó thuộc về cái chuỗi của quả. Và đã là cái quả rồi đó thì chúng ta không thể nào chúng ta tu tập để chúng ta diệt cái quả này nếu mà mình đã tạo cái nhân. Ví dụ giống như là Đức Phật và các vị A-la-hán các kề đã giải thoát khỏi cái phiền não, nhưng mà cái quả do các cái nhân thiện và bất thiện ở trong đời quá khứ á, nó vẫn còn đó. Tức là do vì cái quả đó cho nên ngài mới mang cái thân ngũ uẩn, là do nhờ cái quả đó mà ngài có cái thức tái sanh, rồi có danh sắc, rồi các ngài cũng có các căn. Các vị Đức Phật và các vị A La Hán cũng có mắt tai mũi lưỡi thân, và mắt tai mũi lưỡi thân của các ngài đó thì cũng có thể tiếp xúc với cái cảnh tầng bên ngoài, và từ đó các ngài cũng có cái cảm thọ. Cái thân của vị A La Hán các ngài cũng dù không còn phiền não, nhưng mà các ngài như là nóng thì các ngài cũng biết nóng, lạnh thì các ngài cũng biết lạnh, chứ không phải là người mà giải thoát rồi là người đó vô tri đâu. Các vị hiểu chưa? Rồi. Nhưng mà cái điều khác ở đây á, là khi mà cái cảm thọ đối với các vị A-la-hán á, thì ngài không có khởi lên ái, còn phàm phu của chúng ta thì khởi lên ái. Và nếu một người tu tập á, thì chúng ta tu tập cái chỗ này. Để tu tập là tu tập cái phiền não với cái tánh nghiệp, còn cái quả không có tu tập được. Rồi. Vậy thì khi mà học đến đây á, là khi mà Đức Phật ngài mở cái hộp phiền não này ra đó, ngài chỉ đó, ở đây nó có hai sợi dây quan trọng nhất. Thứ nhất là cái vô minh, và cái dây thứ hai đó là chính là ái. Và từ cái ái này đó, nó dẫn ra một cái phiền não tiếp nữa là thủ. Thủ tức là cái gì? Thủ tức là ái
mà nó bị chấp chặt bởi vô minh. Rồi chúng tôi viết thêm hai để mà các cái còn lại. Thủ rồi duyên cho hữu. Hữu rồi duyên sanh. Rồi già chết. Già chết sầu bi khổ ưu não. Ở đây vị nào mà mới học đầu tiên thì chúng ta có thể chúng ta mường tượng hiểu khái quát cũng được. Nhưng mà nếu mà vị nào đã học về cái duyên sinh á thì chú ý cái điểm này. Chú ý từ cái điểm ái này nè. Từ ái mà duyên cho thủ. Thủ ở đây chính là ái và vô minh nặng. Vô minh nặng ở đây còn một tên gọi khác đó chính là tà kiến. Rồi từ cái thủ này đó nó mới cho ra cái hữu. Mà cái hữu ở đây nếu mà phân theo chi pháp á thì nó gần có hai nghiệp hữu và sanh hữu, nhưng ở đây chúng ta không có đi chi tiết đó. Mà cái hữu ở đây á là chỉ cho cái gì? Là chỉ cho hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Cái hữu này nè, đó là nói tóm tắt. Từ cái hữu mà duyên sanh này nè, là cái giai đoạn này đó là chỉ cho thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Tại sao mà cái vòng này á, cái vòng bên đây á nó lặp lại bên đây, nhưng mà Đức Phật ngài lặp lại bằng một cách khác. Đức Phật ngài không có dạy rằng ái do duyên thủ rồi duyên hành, hành duyên thức, danh sắc, vân vân. Ngài không có lặp lại cái chuỗi bên đây. Mà chúng ta thấy rằng là ở đây á và đây á là thuộc về phiền não. Ở đây á thuộc về nghiệp. Toàn bộ cái này thuộc về quả. Cái này các vị cố gắng nghe kỹ. Rồi cái phần bên đây á thì cái phần này á thì trong đó có một phần hai. Một phần hai là hành. Còn lại đó là thức, rồi danh sắc, lục nhập, giờ sanh, giờ chết, sầu bi khổ ưu não. Thì ở đây Đức Phật ngài khi mà ngài mở cái hộp phiền não, ngài mở ba cái hộp này ra, gồm có phiền não, nghiệp luân hồi, quả luân hồi đó. Thì trong cái phiền não này á nó có ba cái mấu chốt, gồm có vô minh, ái, thủ. Và ngài nói rằng hai cái mấu chốt chính như là hai cái sợi dây nguồn âm dương, đó chính là vô minh và ái. Và vô minh á, hồi nãy chúng ta ví dụ giống như là ông chủ đầu tư. Hành á là giống như ông thầu, ông xây dựng. Ông thầu xây dựng. Và thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là giống như các cái đồ án, vật liệu xây dựng mà ông thầu ông mua về. Rồi các vị nghe kịp chưa? Rồi ái này là gì? Ái này chính là vợ bà chủ, cho nên nó mới quan trọng, chứ nếu mà người khác đâu có quan trọng. Ông chủ ông muốn làm cái gì á thì phải hỏi qua ý kiến của bà. Mà bà gật đầu rồi đó thì mới làm được. Cho nên thủ ở đây là sự gặp, cái sự hội mặt của hai vợ chồng chủ chốt của vòng sinh tử này, chính là vô minh và ái. Và khi mà hai người này á đã đồng thuận với nhau về đồ án thiết kế, về vật tư xây dựng, thì
Thì cái giai đoạn này cũng là giai đoạn quả, nhưng mà Đức Phật này muốn chỉ ra cái giai đoạn thành phẩm của cái căn nhà đó. Các vị nghe kịp chưa? Vậy thì tất nhiên là cái căn nhà từ 1/2 của hữu này cho đến sanh á, thì nó cũng bao gồm tất cả những cái vật liệu hành. Vật liệu là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái. Nhưng mà Đức Phật ngài muốn mới chỉ ra đó là những cái này đó là cái thành phần cấu tạo. Còn khi mà từ cái hữu này đó nó sanh ra cái sanh này đó là nó mới hình thành lên cái căn nhà. Và từ khi có căn nhà đó cho nên chúng ta phải khổ lụy về nó, về thuế, về đủ thứ hết. Là khi mà có cái sự xuất hiện của một cái đời sống như là chúng ta đang sống trong cõi người đó, thì mới có cái chuyện là sanh già chết, sầu bi khổ u não. Như vậy các vị thấy duyên sinh dễ hiểu đúng không? Nhưng mà chúng ta lại khá chúng ta hiểu. Thứ nhất là nó có ba mấu chốt từ cái phiền não dẫn đến cái nghiệp và cái quả. Cái phiền não này á, nó có hai cái mấu chốt chính, tức là vô minh và ái. Từ cái vô minh này á, Đức Phật ngài muốn trình bày nó, từ cái vô minh này đó nó mới tác động cho cái hành động thiện và ác. Giống như là từ cái vô, từ ông chủ ông mới hợp tác với một nhà xây dựng, ông thầu chi đó, rồi ông thầu này đó là ông mới thiết kế đồ án vật tư xây dựng. Rồi xong á mà bà chủ bà vừa ý rồi đó, thì hai người đó mới gật đầu để xây dựng một cái căn nhà. Và khi căn nhà này mà nó hình thành rồi, nó mới có những cái, nó mới có cái khổ lụy là sanh già chết, sầu bi khổ u não. Do vậy mà học lý duyên khởi đó, đặc biệt là phải chú ý những cái mấu chốt. Thứ nhất á, là những cái mấu chốt từ cái phiền não qua nghiệp. Thứ hai là cái mấu chốt từ nghiệp á, cho ra cái quả. Và cái quả đó, đó nó trở lại nó làm cái điều kiện cho vô minh bằng vô số cái hình thức. Giống như là khi mà chúng ta bị đau khổ, bị những cái khổ lụy trong đời sống vân vân, thì chúng ta tiếp tục như thế nào đi tiếp nữa, thì chúng ta vẫn tiếp tục cái đời sống mới. Tức là chúng ta cũng không biết rằng là mình đang bị ở trong cái vòng sinh tử luân hồi này, mà mình làm sao trong cái cách mà tìm vui lánh khổ trong luân hồi tiếp tục, là nó tạo nghiệp nó đi trong cái vòng này. Và tại sao mà chúng ta cần phải hiểu rõ cái xiềng xích mà mình đang bị? Bởi vì khi mà mình hiểu như vậy đó, thì mình mới biết. Ở đây trường hợp này chúng ta ghép vào cái phần thứ ba trong cái đề cương, chúng tôi đề nghị với các vị là học Phật pháp để hiểu. Bởi vì khi mà mình hiểu cái mấu chốt này á, thì chúng ta mới có thể lưu tâm đến những cái mấu chốt quan trọng như là cái hành, cái ái, cái thủ này. Và các vị thánh nhân đó, các ngài tu được đó là nó khác mình đó, là cũng có thọ, nhưng mà tới ái này các ngài cắt được cái ái. Dạ, các vị nào hoan hỷ dạ, giúp bôi dùng cái bài. Và chúng ta cũng sẽ trở đi trở lại cái vòng này. Dạ, làm hết đi. Chúng ta sẽ trở đi trở lại cái vòng này. Tất nhiên cái là ngày hôm sau đó là chúng tôi nhờ một vị học viên nào khéo tay vẽ đẹp hơn chút. Bởi vì cái vòng này nó còn thêm một vòng nữa.
Ở chúng ta quay lại cái phần giới. Cái phần giới là sau khi một người tu tập bát quan trai giới, nhờ hai cái sức mạnh là đức tin và tinh tấn, đối với cái khổ luân hồi, đối với cái xiềng xích luân hồi, thì vị này nới lỏng được một chút, tức là chúng ta bớt đi được cái khổ, rồi ngăn chặn được một số cái môi trường dẫn đến cái phiền não. Và thường á, là những người tại gia cư sĩ là chúng ta dừng lại ở đây, trừ trường hợp đối với những người quyết tâm tu thiền thì vị đó hoàn thiện thêm cái phần giới, mà cái phần này chúng ta sẽ đề cập sau. Riêng đối với một người cư sĩ thì chúng ta, nếu một người nào mà giữ giới, hiểu về giới, thì chúng ta sẽ thực tập giới trong cái gọi là cái có cái gọi là cái giới hạn cuộc, tức là thí dụ như là một tháng đó là chúng ta giữ vài ngày, rồi có những người đó là giữ cái bát quan trường. Và như chúng tôi nói các vị đó, là chúng ta phần lớn đó, đều rớt lại điều đó hết. Bởi vì mình có giữ giới trong sạch rồi, cho dù cái chúng ta có được sanh thiên, thì sanh thiên sanh cõi khác đó là mình quên, rồi mình quay lại cái việc ác. Do vì chúng ta bị cái gì? Do vì chúng ta bị cái vô minh nó che đậy. Vậy thì cái con đường nào mà chúng ta thoát ra được vô minh á, thì có minh đối lập. Minh ở đây chính là cái trí. Và cái trí á, khi mà một chúng sinh còn bị vô minh á, thì cái trí của chúng ta nó rất là giới hạn, không có đủ thấy ra cái hiểm nạn mà mình đang có, chính là không có thấy ra được cái khổ luân hồi, và càng không có thể biết được là cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ, và càng không biết được là con đường nào để thoát khổ. Nhưng mà nhờ chúng ta biết được như thế nào, trí nó có ba loại trí. Thứ nhất đó là trí văn, tức là cái trí tuệ mà nhờ học hỏi từ người khác. Thứ hai đó là trí tư, tức là do cái tư duy vận dụng của mình mà mình có cái trí tuệ đó. Nó giống như là chúng ta học được những cái công thức khoa học, chúng ta bằng cái công thức đó mình vận dụng ra cái gì đó thì gọi là trí tư. Và cái trí tu á, tức là cái trí mà có được á, nhờ cái việc mà chúng ta trải nghiệm, thực tập thí nghiệm, kết quả mà có được, nó gọi là trí tu. Hoặc là cái trí tuệ đó do vì nhờ một cái nhân thiện ở trong đời quá khứ mà chúng ta tạo cái nhân trí tuệ, nó cho cái quả đời sau chúng ta sanh ra chúng ta có trí, mà chúng ta có thể tạm hiểu giống như là cái trí bẩm sinh đó. Thì do vì chúng ta còn lờ mà cái chúng ta không có hiểu cái vòng sinh tử luân hồi đó, cho nên chúng ta còn một cái đường thoát đó, đó là nhờ trí văn. Tức là chúng ta học được cái cách mà mở khóa từ những người đã giải thoát, từ những người đã mở được, chứ mình không có thể mình tự mở. Người mà có thể tự mở trên thế gian này chỉ có hai hạng người, đó là toàn giác và độc giác. Còn nếu mà mình không phải là một trong hai hạng người đó thì mình không có đủ trí để mình mở, do đó mình phải học. Nó giống như chúng ta đến trường nhiều cái công thức khoa học về toán lý hóa vân vân đó, thì chúng ta nhờ các nhà khoa học họ tìm ra công thức đó, mình chỉ học lại thôi. Chứ nếu mà để cho tự mình tìm ra thì có lẽ là mình có thông minh lắm đó thì mình cũng tìm ra vài những cái công thức sơ sài nào đó thôi. Và Đức Phật này, Ngài chỉ ra cái gì? Ngài chỉ ra đó là khi mà cái mấu chốt hành này nè, nó cũng bằng gọi là nghiệp á,
Thì ở đây nó có hai trường hợp, tức là người ta làm ác hay là người ta làm thiện. Để hướng đến cái lạc thú luân hồi. Chứ chúng ta làm thiện nó không nhằm một cái mục đích nào hết á. Chúng ta muốn chúng ta làm phước để chúng ta đời này đời sau chúng ta được như thế này, được như thế kia, vân vân. Rồi. Nhưng mà Đức Phật á, Ngài nói rằng là cái thiện á, nó giúp cho chúng ta được cái quả vui trong luân hồi đó. Nhưng mà cái quả đó nó rất là bấp bênh. Như chúng tôi nói các vị là dù có được sanh làm người chư thiên, thậm chí là phạm thiên chăng nữa, thì chỉ một vài kiếp là chúng ta sống xa đọa rơi vào đường ác. Đức Phật Ngài chỉ ra một cái đường khác nữa là gì? Là cũng làm thiện. Nhưng mà cái thiện này á, là làm sao á, là để nó thoát khỏi cái vòng sinh tử. Và chúng ta gọi cái này là cái gì? Chúng ta gọi đây là ba la mật, đúng. Trở lại về giới. Khi một người mà giữ giới bát quan á, mà giữ giới bát quan với cái mục đích đó là để giải thoát khỏi sinh tử, nó khác với người giữ bát quan để có được những cái quả lành trong luân hồi như là kết quả trời người. Và hai cái cách giữ giới này á, một á được gọi là cái giới hữu lậu, hai á là được gọi là giới ba la mật. Và như thế nào gọi là cái giới có thể làm được cái giới ba la mật? Chúng ta rất khó làm cái điều đó, bởi vì mình vốn là mình mong rằng đời sau mình được như thế này, được như thế kia, hay nói cách khác á, mình muốn còn sinh tử luân hồi. Bởi vì các vị nhớ là cái mấu chốt gì, mấu chốt của thụ, từ ái á, từ cái thọ đó, những cái cảm giác mà mình có được á, mình khởi lên cái sự ưa thích. Và cái sự ưa thích đó nó chấp chặt, cho nên gọi là thủ. Do vậy á, khi mà chúng ta được cái gì đó, chúng ta thích cái gì đó là chúng ta muốn giữ chặt cái đó. Vậy thì khi mà chúng ta đang mang thân người thì chúng ta muốn là thứ nhất là chúng ta được cái tuổi thọ dài, để chúng ta kéo dài cái đời sống làm người. Cho dù chúng ta có đến một cái tôn giáo nào đó cho rằng là có cõi Tây Phương Cực Lạc, hay có về với Chúa, hay về thiên đàng, về cõi Phật, vân vân, thì các vị học viên ở đây có ai muốn là chút nữa rồi chúng ta về trời không? Mình đâu có muốn, đúng không? Dù do mình có tin rằng là có trời, nhưng mình đâu muốn. Tại vì sao? Mình đang thủ cõi người, mình thích cõi người. Khi mà có ế thì nó dẫn cái thủ. Mà may nó là cái cõi người của mình đó, là mình sanh ra là nó cũng là cũng hàng bậc trung thôi đó, chứ không phải là mình là ở cái hàng là thượng lưu xã hội đó mà mình còn không bỏ. Và đừng có nói gì bậc trung, bất cứ ai, dù là một người đau bệnh, dù là một người tật nguyền, dù là một người nghèo khổ, họ cũng yêu nhất cái sinh mệnh của họ bởi vì thủ. Và đừng có nói về loài người, loài cầm thú của bạn. Mình ở đây là loài cầm thú rồi đó, là mình sanh làm loài chó. Nếu có một lời phát nguyện thì mình sẽ nguyện là sau này mình sinh ra làm chó, nó được sanh trong gia đình nào đó có ăn có mặc, nhưng mà phải ở trong cái thế giới loài chó. Bởi vì mình thấy, mình đã cảm nhận được cái hạnh phúc của loài chó. Con chó nó có cái niềm vui của nó. Cho nên khi mà nó có ái rồi đó là nó muốn giữ chặt trong đó. Do vậy khi mà nói đến là mình tu tập để giải thoát khỏi cái sinh tử này đó, là chúng ta rất khó có được cái tâm xuất ly. Và như vậy thì chúng ta tu, nhưng mà đức các vị Bồ Tát đó thì các ngài cũng giống như chúng ta bây giờ. Vậy thì các ngài tu tập ba la mật bằng cách nào? Các vị có nhớ là khi mà chúng ta nói Đức Phật này
nói là nội dung giáo pháp của Ngài toàn bộ chỉ nói lên hai điều khổ và diệt khổ. Trong đó cái diệt khổ đó được diễn đạt bằng rất là nhiều từ đồng nghĩa, như là vô sinh, như là sự giải thoát khỏi cái vòng luân sanh tử luân hồi. Nhưng mà trong đó chúng tôi muốn nói đến là sự chấm dứt cái phiền não. Và khi mà chúng ta tu tập Ba La Mật á, thì chúng ta chọn cái nào mà mình có thể cảm nhận và rõ ràng mình thấy nó là phiền lụy, thì ở đây chúng ta chọn cái phiền não. Thứ nhất là chúng ta nói rằng là mình làm công đức đó để mình niết bàn, mình không hiểu niết bàn là gì. Mình làm công đức đó để mình không còn tái sinh, thì điều đó đôi khi mình không muốn, tại mình muốn còn sinh. Mình làm phước á, để mà mình không còn vượt thoát khỏi luân hồi, mình không muốn như vậy, mình muốn cái luân hồi, nhưng mà luân hồi ở cõi người, cõi trời, chứ mình không có muốn ra ngoài. Do vậy cái điều mà chúng ta có thể tu tập Ba La Mật được á, đó chính là cái phiền não. Bởi vì cái phiền não á, một số người tu á, có thể cảm nhận được nó là một cái gì đó rất là nặng nề, ràng buộc. Chẳng hạn giống như là khi mà mình giận ai đó quá, mình thấy mình khổ. Khi mình ganh tị ai đó, mình thấy mình khổ, đúng không? Như vậy thì cái cảm nhận đầu tiên chúng ta đó là chúng ta trong cái phiền não đó, chúng ta cảm nhận cái tâm sân nó là cái khổ. Cái tâm sân nó dễ cảm nhận nhất. Rồi tu một thời gian nữa nào đó, đó thì chúng ta thấy là khi mà mình có một cái lòng tham nào đó mình khổ. Cái vị này, cái việc này người tu thì người ta phải thực tập. Thí dụ giống như là lúc mà mình yêu một người nào đó quá, mình thấy là cái yêu này nó không có hạnh phúc. Nếu mà hai người mà tình cảm tốt quá, riêng cái việc mà mình nhớ nhung vấn vương không á, nó cũng làm mình khổ. Rồi nếu mà mình có cái nghi ngờ nào đó, mình ghen tuông á, nó cũng là cái khổ. Nói chung á, là nếu mà một vị hành giả mà quan sát về cái phiền não của mình đầu tiên á, thì cái sân á, thì mình dễ thấy nó là khổ lụy rồi. Nhưng mà khi mà mình thấy cái tham á, mình đam mê cái gì quá đó là mình khổ. Ví dụ giống như là có những người mà họ có những cái sở thích nó rất là đặc biệt. Chẳng hạn giống như là họ mê một cái món đồ cổ, mà nếu họ mua không được nó là họ cứ bận tâm suy nghĩ hoài cái chuyện đó. Như vậy thì cái việc thực tập của vị hành giả đó, của vị Bồ Tát đó, là làm sao đó, là mình để thấy ra rằng cái phiền não này nó chính là cái phiền lụy. Và khi mà mình thấy rằng nó là cái phiền lụy rồi đó, là mình mới thoát, muốn thoát ra khỏi nó. Vậy thì khi nói về cái việc thiện mà chúng ta cầu cái lạc thú ở luân hồi đó, cái việc thiện này có thể chúng ta làm bằng trí tuệ hay chúng ta làm bằng cái tâm không có trí. Nhưng mà cái thiện mà Đức Phật Thầy dạy đó, để thoát khỏi sinh tử luân hồi này, cái việc thiện này bắt buộc phải bằng trí. Dạ. Cái đó được gọi là cái gì? Trí tuệ Ba La Mật. Trí tuệ Ba La Mật. Vậy là trí tuệ Ba La Mật khác với cái trí tuệ thường là gì? Cái trí tuệ thường đó là chúng ta nghĩ làm sao mà mình có cái điều kiện cho những cái đam mê, cái phiền não của mình, hay là những cái gì đó kéo dài sinh tử luân hồi. Còn cái trí tuệ Ba La Mật đó, là luôn luôn á, là thấy một cái nguyên nhân sâu xa nhất, bất ổn nhất ở trong lòng, cái trong luân hồi, cái khổ nhất đó chính là chúng ta không có thoát ra được đó. Do vậy á, trong 10 pháp Ba La Mật, các vị ở đây có lẽ chúng ta nhớ 10 pháp Ba La Mật, đúng không? Dạ. Trong 10 pháp Ba La Mật á, là tu tập cái Ba La Mật nào chăng nữa luôn luôn phải có trí. Dù khi vị đó đang tu tập giới Ba La Mật hay thí Ba La Mật hay nhẫn nại Ba La Mật vân vân, thì cái Ba La Mật đó nó phải luôn luôn có cái trí cộng vào mới thành Ba La Mật. Giống như là bố thí mà thiếu trí thì chắc chắn không thể thành Ba La Mật được. Còn có trí, hợp trí thì còn tùy, nhưng mà thiếu trí thì không thể là Ba La Mật. Vậy khi mà chúng ta học Ba La Mật á, là chúng ta nhớ những cái yếu tố quan trọng trong cái
trong cái ba la mật. Nhưng mà khi mà cái trí chúng ta đó, dù cái trí này chúng ta có hiểu được từ cái sự giác ngộ của Đức Phật dạy lại cho mình, thì cái trí này á, chỉ khi nào mà chúng ta soi xét nó kỹ lưỡng đến mức độ mà chúng ta chán, thì cái trí đó mới có thể mình mới có ý mình bỏ. Nó giống như hồi nhỏ đó, là sở dĩ mà cha mẹ muốn mình học, không cho mình chơi, nhưng mà mình vẫn ham những cái món đồ chơi, bởi vì mình thấy nó đẹp, mình thích. Cho đến khi mà mình lớn lên rồi đó, mình thấy những cái món đồ chơi, những cái chiếc xe, những cái búp bê đó, nó vô bổ, mà mình không thích nó nữa. Và chỉ nào khi nào mình không thích nó được rồi đó, thì khi đó dù cho ai có cho mà mình cũng không lấy, đúng chưa? Thì khi mà một cái trí tuệ đó soi xét kỹ cái đối tượng, những cái vấn đề mà mình đang gặp phải, nó giống như là nhà khoa học đó, dùng cái kính hiển vi mà thấy ra những cái gì mắt không thấy được, thì khi đó chúng ta nhìn cái vật đó nó khác đi. Chẳng hạn giống như là cái dĩa thức ăn, nếu mà chúng ta bằng cái kính hiển vi chúng ta nhìn vào trong đó mà chúng ta thấy toàn là vi trùng hay là cái những cái vi sinh vật lúc nhúc đó, khi chúng ta gom chúng ta ăn được. Do vậy á, chúng ta sẽ trở lại cái giai đoạn cái điều này trong cái ý nghĩa sau, tại sao các vị tu thiền mà các vị giảm phiền não, là bởi vì các vị có cái ban đầu nó là tính lúc, sau đó là cái tính hiển vi. Còn mình sẽ dĩ mà mình không thấy gớm, tại vì mình không có thấy rõ, cho nên mình không có thấy gớm. Như vậy là một cái yếu tố quan trọng thứ hai mà không có thể thiếu, đó là cái gì? Đó là xuất ly ba la mật chính xác. Đây là xuất ly. Ngày Hòa Thượng Minh Châu này có hay cái dùng cái từ nhàm chán cũng hay. Được. Nhàm chán đó. Và khi mà cái điều gì mà chúng ta không còn thích, chúng ta lại chán nó rồi đó, thì chúng ta muốn làm sao? Làm sao bỏ được nó đi? Dạ. Làm sao bỏ nó đi? Như vậy cái đó được gọi là gì? Là cái chí nguyện. Dạ, chí nguyện là muốn bỏ nó, muốn thoát ra nó. Dạ. Chí nguyện của vị Bồ Tát là gì? Là ngài muốn thoát ra khỏi cái vòng sinh tử. Cái ly dục của vị Bồ Tát, cái xuất ly của vị Bồ Tát là gì? Là ngài chán cái vòng sinh tử. Còn cái trí tuệ của vị Bồ Tát là gì? Là ngài thấy rõ ra được cái bản chất thật của nó. Như vậy, trở lại, từ thấy rõ cái bản chất thật của nó, cho nên các ngài nhàm chán. Và khi mà các ngài nhàm chán được rồi đó, thì các ngài muốn bỏ nó. Vậy thì khi mà chúng ta học về các cái pháp ba la mật này á, là nếu mà vị hành giả tu tập giới ba la mật, thì cái giới này cùng với trí tuệ, xuất ly và chí nguyện, bốn yếu tố này làm nên cái pháp ba la mật. Bởi vì nó giống khi mà chúng ta nhàm chán rồi đó, thì chúng ta phải có cái ý định, có mục đích để thoát ra khỏi nó. Và sơ khởi của vị hành giả tu tập là sao? Là do vị, như chúng tôi nói các vị đó, cái giai đoạn ngũ giới và bát quan trai giới này đó, cái giai đoạn bát quan trai giới, mặc dù chúng ta cố gắng là thu thúc tâm căn mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng mà chúng ta giống như là một người chủ vườn mà ở một cái khu nhiều trộm cướp, thì mình phải ngồi mình canh hoài à. Còn mình không canh hoài đó, mình không canh đó là trộm nó vô nó lấy. Thì phàm phu của mình á, là với một người tu tinh tấn nhất, chứ chúng ta không có người dễ vui, người tinh tấn nhất mà ngồi mình coi rình rập năm cái giác quan của mình, làm sao mắt thấy cảnh sắc không có khởi lên cái lòng tham, rồi tai mình canh không nổi, mình canh vài bữa anh bỏ rồi thôi, ai muốn vô làm thấy không cách nào, mình suốt ngày mình phải chuyên chú hết. Do vậy Đức Phật này dạy cách khác, thí dụ như mình đâu có thể nào mình ngồi mình canh hoài,
mình phải dùng những cái biện pháp giống như camera an ninh hay nuôi chó thêm, đúng không? Dạ. Thì khi mà chúng ta học Phật pháp thì chúng ta thấy ra rằng là cái phiền não đó, mình không có dễ bỏ, nhưng mà nó có thể, nó có một thứ mà mình bỏ tạm thời được, đó chính là cái thiện pháp. Bởi vì cái tham á, cái sân á, nó có những cái pháp đối lập của nó. Chẳng hạn giống như là một người từ bi á, thì người đó không có sân hận, phải không? Dạ. Do vậy cái giai đoạn mà cái giai đoạn của các cái học giới đó là chúng ta dùng cái nỗ lực tinh tấn để mà chúng ta đẩy lùi cái bất thiện pháp. Cái giai đoạn ba la mật á, là chúng ta dùng thêm một cái công cụ. Nó giống như bây giờ một cái viên đá lớn mình dời đi không nổi với cái sức của mình. Nó giống như là một cái phiền não lớn, mình không có thể nào mình đẩy lùi nó. Thì Đức Phật này cho chúng ta một cái công cụ, đó là cái đoạn 7, để chúng ta có thể chúng ta dời nó mạnh hơn cái sức mình vốn có. Vậy thì Ngài dạy kế tiếp là tu tập thiện pháp. Nhờ cái tu tập thiện pháp đối lập này đó, mà chúng ta có thể vượt qua được cái những cái phiền não. Vậy thì vị hành giả tu tập ba la mật như thế nào? Sơ khởi đó là vị hành giả tu tập ba la mật trực tiếp với phiền não mình đang có. Thí dụ giống như là mình chuẩn bị, mình nghĩ mình cho, thí dụ như là mình muốn cho một người ăn xin một số tiền, nhưng khi đó mình thấy tiếc, mình thấy cái số tiền này nó lớn quá, tại vì cho 500 ngàn thôi mình bớt lại còn 50. Khi đó vị hành giả bằng cái trí tuệ nhận ra cái sự bổn sẻn, và khi đó vị đó thấy cái bổn sẻn này á, nó là một cái tâm tính gì đó, nó rất là thấp hèn, nó tầm thường, cho nên vị này không có muốn là trong tâm mình có cái sự bổn sẻn đó. Vị này muốn làm sao chấm dứt cái sự bổn sẻn đó, và vị này quyết tâm bố thí giống như đã dự định ban đầu, chỉ nhằm một mục đích làm sao mình bỏ cái tật bổn sẻn này. Cái bố thí đó được gọi là bố thí ba la mật. Giống như là một người nào đó nói một lời xúc phạm với mình, là nếu mà đối với cái cách cư xử thông thường đó thì chúng ta sẽ chọn lựa cách ứng xử nào cho nó phù hợp, hoặc là đôi khi là chúng ta phản ứng lại, hoặc là đôi khi chúng ta nhường nhịn trong những cái chuyện, nhường nhịn vì cái mục đích nào đó. Chẳng hạn giống như mà đi làm công sở là sếp trên la mình đó, thì mình đâu phải là mình nhịn, đâu phải là mình thích đâu, nhưng mà tại vì ông lao ông đuổi việc mình xong để phải ráng nhịn. Nhưng mà vị Bồ Tát tu tập ba la mật là sao? Ta cố gắng nhẫn nại để làm sao diệt đi cái sự sân hận này. Cái sự nhẫn nại đó là nhẫn nại ba la mật. Và sau cái giai đoạn giữ giới, nếu là một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát là sao? Tức là một người thức tỉnh, thấy ra rằng là ở trong cái vòng sinh tử luân hồi của mình nó có nhiều hiểm nạn, nó có nhiều cái rủi ro. Cho nên nếu mà vì một cái công việc làm nào đó, như chúng ta còn phải đi học hay cần phải đi làm phải lo việc gia đình, mà chưa có thể chuyên chú miên mật tu tập giống như là các vị thiền sinh, thì khi đó vị hành giả còn một con đường nữa, đó là cái con đường ba la mật. Do vậy trong khi mà trước giờ chúng ta vẫn đi làm các cái việc phước với những cái mong mỏi được như thế này trong đời sau, vân vân, thì đối với vị Bồ Tát thì mỗi khi mà Ngài có một cái phiền não nào đó thì Ngài luôn tìm một cái thiện pháp đối lập cái phiền não đó để mà Ngài tu tập. Và tu tập như vậy, tu tập ba la mật như vậy đó, cái công đức ba la mật nó khác với cái công đức của cái phước hữu đậu nó như thế nào. Cái công đức
phước hữu lậu á. Chúng ta có nhớ ngày hôm qua chúng ta học bài nghiệp, nếu đó là cái trọng nghiệp thiện hoặc là bất thiện, nếu đó là trọng nghiệp to lớn, rất có thể cái trọng nghiệp đó đó nó cho cái quả báo gọi là hiện báo nghiệp, còn lại đó là sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp hay là vô hiệu nghiệp. Nhưng mà cái công đức ba la mật như thế nào? Công đức ba la mật có cho quả ngay trong hiện tại. Nếu mà vị đó làm bất cứ một cái công đức nào mà cũng nhầm để đối kháng lại cái phiền não, thì cái quả ngay trong hiện tại là gì? Cái phiền não của vị đó thuyên giảm, không thể nào không thuyên giảm, nó phải chắc chắn là thuyên giảm. Mà Đức Phật này ví dụ như thế nào? Đức Phật này ví dụ rằng là nó giống như là một người thợ mộc mà khi cầm cái cán búa làm việc á, thì ngày trước và ngày hôm sau đó thì không thấy cái cán búa đó nó mòn, nhưng mà sau vài tháng vài năm á, thì cái cán búa nó mòn. Và nếu vị hành giả mà tu tập làm các cái công đức ba la mật như vậy đó, thì tu tập một tuần lễ có kết quả một tuần lễ, một tháng có kết quả một tháng, một năm có kết quả một năm. Người tu tập như vậy đó, năm trước khác, năm sau khác, điều đó là chắc chắn. Ví dụ giống như là chúng ta hay có cái tật là hay nói xấu người khác, và mình hiểu rằng đó là một cái phiền não, và mình soi rọi nó đó, mình thấy cái việc này là nó là một cái vết nhơ trong tâm của mình, và mình không có muốn có cái phiền não đó. Vậy thì khi mà mình muốn nói xấu ai đó đó, thì mình dùng một cái thiện pháp đối lập, làm mình làm sao mình muốn cho người đó, chúng sinh khác được hạnh phúc, như là tu tập hỷ vô lượng tâm chẳng hạn. Thì khi mà có cái lòng hỷ vô lượng tâm á, mình muốn rằng là làm sao chúng sinh khác được hạnh phúc á, thì khi đó mình không có nghĩ đến cái chuyện mình làm khổ. Đó là chúng ta ví dụ. Thì các vị đừng có nghĩ rằng là ba la mật nó chỉ có 10 pháp. 10 pháp đó chỉ là những cái 10 pháp đơn cử, chẳng hạn giống như Đức Phật ngày dạy 10 cái việc thiện tiêu biểu là thập phúc hành tông vậy đó. Hay là đôi khi chúng ta nói rằng là những cái việc công ích xã hội đó, thì nó là vô số, nhưng mà ta kể những cái chuyện tiêu biểu. Chứ không phải là 10 pháp ba la mật nó chỉ có 10. Mà tất cả các công đức nào làm nhằm mục đích để đối trị cái phiền não, công đức đó là công đức ba la mật. Do vậy khi mà có một cái phiền não nào đó, là một người mà tu ba la mật đó, là người đó nghĩ làm sao mình có một cái công cụ để mà mình nhổ đi cái gai phiền não đó. Nó giống như là một người thợ mộc đó, thấy một cây đinh mà nó lồi ra ngoài đó, thì người đó cố gắng làm sao đó là tìm cái công cụ như kềm vân vân để mà nhổ cái cây đinh đó. Thì cái ba la mật ở đây đó, đó chính là cái trí tu. Và người nào á, mà cái thời gian tu tập cái ba la mật này càng nhiều chừng nào đó, thì cái việc mà họ loại trừ cái phiền não á, nó càng dễ dàng chừng đó. Cho nên chúng ta, đôi khi chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta thấy sao nhiều người đắc đạo dễ quá, nghe Đức Phật thuyết câu pháp này đắc. Chẳng hạn giống như trường hợp của ngày Ba Hy Giá hay ngày Bút Cú Sa Tý chẳng hạn. Thì thật ra nó trong tiền kiếp á, các vị biết rằng là vào thời Đức Phật, trước Đức Phật Thích Ca đó, vào thời Đức Phật Cát Quá, Đức Phật Ca Diếp đó, là các vị đó là những huynh đệ rủ nhau lên trên đỉnh núi đó, dùng cái thang dây lên trển, rồi nghĩ rằng là mình cắt bỏ cái thang đó, chỉ khi nào mình tu mình giải thoát thì mình bay xuống. Mà cuối cùng các ngài không có chứng rồi chết trên đó. Người ta đã tu đến cái mức độ đó mà không có giải thoát nổi. Cho nên cái kiếp hiện tại người ta chứng nhanh, chứ không phải là không phải là đi tắt. Vậy thì các vị nhớ là trong các cái đặc điểm của biển cả đó, một cái đặc điểm mà chúng ta trong cái buổi đầu lớp học này có nói đến, chỉ có một vị duy nhất đó là một vị mặn, cũng như giáo pháp chỉ có một vị duy nhất đó là vị giải thoát. Nhưng các cái đặc điểm còn lại thì sao? Là cái đặc điểm của biển cả, cái bờ biển đó, là không bao giờ là nó dựng đứng giống như là cái thành giếng, mà bao giờ nó là bãi biển nó cũng phải lại. Dù là cái bãi biển hẩm chăng nữa thì nó cái đặc tính nó phải lại, bởi vì nó mới đủ sức mà nó chịu được một cái lượng nước
cái sống lớn. Thì cũng giống như đặc tính trong giáo pháp đó, là phải tuần tự. Không có thể nào mà chúng ta đó, cái giai đoạn phiền não thô thiển mà giới chưa có bỏ nổi đó, thì không cách nào mà chúng ta tu tập định được hết. Do vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng là những vị như ngày Xá Lợi Phất, ngày Một Kiền Liên mấy ngày đó có phương pháp tu tắc, mà chỉ nghe câu nói của ai đó là chứng. Cái giới cái định đó, ta tu tới hai A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp vô phải mới đây. Cho nên là mình nó là cái tật của mình, nó mình thích là làm ít được nhiều. Nó giống như là mua xổ số vậy đó, tức là làm sao bỏ đó 10.000 nhưng trúng được mấy tỷ mình mới chịu, chứ còn làm mà kiếm từng đồng từng cắt mình thấy nó lâu quá. Nhưng mà cái cách đó không phải là cái cách tu. Do vậy á, khi mà Đức Phật ngài dạy cái điều gì đó, nó phải có một cái giá trị, có giá trị thực tiễn về phương diện nghiệp và phiền não của nghiệp. Vậy thì chúng tôi lặp lại, toàn bộ cái lời dạy của Đức Phật chỉ nhằm mục đích duy nhất là phải có lợi ích cho cái việc mà chúng ta giải thoát khỏi cái vòng luân hồi, hay nói cách khác là làm sao chúng ta giải quyết được phiền não luân hồi và cái nghiệp, tránh được cái nghiệp luân hồi. Bất cứ một cái pháp môn nào, dù Đức Phật ngài dạy để cho mình hành theo, để cho mình tránh hay để hiểu, chỉ nhằm có một mục đích duy nhất. Và do đó là sau này rất có thể là chúng tôi, tại vì do chúng tôi cũng không có thể mà chúng tôi hướng dẫn từng một hết các cái đề cương được, Phật pháp được. Cho nên sau này các vị học bất cứ một cái pháp môn nào, giống như là chẳng hạn ví dụ giống như là tứ chánh cần, thì nó cũng giống như là cái cách mà chúng ta học đối với tâm, học với tịnh tuệ, là tứ chánh cần chỉ nhằm để giải quyết định về các cái học giới cho đệ tử của ngài, như là không sát sanh, không trộm cắp vân vân. Thì chúng ta biết rằng là những cái này chúng ta để vào cái ngăn học để tránh. Và khi mà ngài dạy về đây là bố thí, đây là trì giới vân vân, thì chúng ta để vào cái ngăn học để hành theo, đúng chưa? Rồi ngài dạy là đây là phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi, quả luân hồi, đây là các cái công năng của nghiệp, đây là các cái thời gian chỗ nghiệp, quả của nghiệp vân vân. Thì cái quyển sách này chúng ta để vào cái ngăn là học để hiểu. Vậy có ba ngăn rồi phải không? Nhưng mà bất cứ cái pháp nào đó, cái chỉ có ba cái mà để không xong rồi tôi không biết nói làm sao luôn á. Dạ, do vậy mà sau này nếu mà chúng tôi không có hướng dẫn thêm cho các vị chứ, thì các vị cứ theo nó, tôi bảo đảm các vị có bị mở hết tâm tạng ra, mấy vị đều có định đủ trong cái ba ngăn đó, không có một cái điều thứ tư nào trong đó. Cho nên là khi mà chúng ta phân loại như vậy đó, học giáo lớp giáo lý nào, nghe thời giảng nào, thì chúng ta biết rằng là nếu đó là lời Phật thì thứ nhất là chỉ có một cái mục đích đó, là để trị liệu cái nghiệp và phiền não. Và về phương diện mà thực hành nó là chỉ có ba hành để tránh, để hành theo và để hiểu. Chúc các vị làm vui.